AFC và đòi họp thường vụ châu Á thì cũng đã ra một cái quyết định rồi. Nếu như tháng 3 không tổ chức được thì tất cả sẽ dồn lại đá trung lập. Một địa điểm thôi, 4 đội, 10 bảng đá để làm sao ngày 15 tháng 6 là kết thúc. Thì đấy là cái nhiệm vụ chúng ta biết rằng là từ nay đến lúc đấy là chúng ta các cái trận đấu World Cup sẽ như vậy.